Chào mừng quý vị đến với một điểm tin trong tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Lễ dỗ một năm cha cố Đa Minh Nguyễn Đức Trung. Thánh lễ nhậm sứ của cha Anton Nguyễn Sĩ Quân tại giáo xứ Long Bình, Hạt Tây Ninh, giáo phận Phú Cường. Thánh lễ tạ ơn nhận sứ phụ mới của cha Sơn Đỗ Hồng Danh tại giáo xứ Bắc Đoàn, Hạt Củ Chi, Giáp Phận Phú Cường. Tin giáo xứ Bến Sắn, lễ dỗ một năm cha cố Đa Minh Nguyễn Đức Trung. Vào lúc 9 giờ 30 ngày 21 tháng 2 năm 2019, trong tâm tình yêu mến và hiệp thông, Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, đã về dân thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Đa Minh Nguyễn Đức Trung, nguyên chánh xứ Bến Sánh. Đồng tế với ngài có cha tổng đại diện Simon Nguyễn Văn Thu, cha Heronimo Nguyễn Phi Hùng, chánh xứ Bến Sánh, cùng nhiều cha trong giáo phận. Tham dự thánh lễ có quý tu sĩ, thân nhân ân nhân của cha cố Đa Minh, cùng đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ khởi đầu thánh lễ đức cha du Sê cùng quý cha tiến vào thánh đường và tắp hương tưởng nhớ đến cha cố đa minh trong bài giảng lễ đức cha du Sê chia sẻ cho cộng đoàn thấy rằng khi nói đến cái chết con người từ cổ chí kim đều lo âu sợ hãi qua nội dung đoạn tin mừng trong thánh lễ đã diễn tả việc lazaro sống lại minh chứng lời nói của đức giêsu ta là sự sống lại và là sự sống là sự thật Đức Giêsu Kitô cũng đã chết và đã sống lại. Mọi người cũng phải chết và sẽ được sống lại với Chúa. Tin tưởng và cậy trông tuyệt đối vào Chúa Kitô phục sinh trong ngày lễ dỗ một năm của Cha cố đa minh này. Mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện cho Ngài được hưởng hạnh phúc đời đời trên nước thiên đàng. Cuối thánh lễ, vị đại diện cộng đoàn giáo xứ đã có đôi lời tri ân Đức cha Giuse và quý cha đến hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho cha cố đa minh nhân ngày dỗ một năm. Xin Thiên Chúa Ba Ngôi luôn tuôn đổ ân phúc trên Đức cha và quý cha. Tin giáo xứ Long Bình Thánh lễ nhậm sứ của cha Anton Nguyễn Sĩ Quân tại giáo xứ Long Bình, Hạt Tây Ninh, giáo phận Phú Cường. Sáng ngày 27 tháng 2 năm 2019, đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, đã về đây chủ sự thánh lễ tạ ơn và trao ban sứ vụ chánh xứ cho cha An Nguyễn Sĩ Quân. Cùng hiệp dân thánh lễ có cha Simon Nguyễn Văn Thu, tổng đại diện giáo phận Phú Cường, cha Giao An Võ Hoàng Sinh, Quảng Hà Tây Ninh, quý cha bề trên các dòng thừa sai Việt Nam, dòng Francisco Viện Tu và 30 cha khách. Tham dự thánh lễ còn có nhiều tu sĩ và bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ, ước khoảng 500 người. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Du Xe giới thiệu đến quý cha, quý cộng đoàn về cha An Nguyễn Sĩ Quân, tức là tân chánh xứ giáo xứ Long Bình. Cộng đoàn vỗ tay hân hoan vui mừng, cha Do An Võ Hoàn Sinh lên công bố văn thư bổ nhiệm. Theo đó, cha An Nguyễn Sĩ Quân đã được sai đến giáo xứ Long Bình, với sứ vụ chánh sứ kể từ hôm nay, ngày 27 tháng 2 năm 2019, thánh giuse là bổn mạng giáo xứ vì thế trong bài giảng đức cha giuse đã chia sẻ nhân đức của thánh giuse là ngay lành hiền hòa biết chăm lo cho gia đình để gia đình luôn được vui tươi no ấm hạnh phúc thánh giuse nói ít làm nhiều ngày dành nhiều thời giờ để chiêm niệm việc ngôi hai xuống thế làm người là đấng thánh mà sứ tình đã báo trong giấc mộng, đấng ấy đang ở giữa nhà mình. Thánh lễ diễn ra trong ngôi nhà thờ nhỏ bé, có thể nóng một chút nhưng thấm được tình người. Bởi mọi người ngồi cầu nguyện nơi đây, có người ở tại giáo xứ này, có người từ các xứ lân cận, có người từ các giáo xứ trong hạt cụ chi như Bắc Đoàn, Sơn Lộc, Tân Thông. Thánh lễ kết thúc sau phép lành trọng thể, mọi người cúi đầu lãnh nhận ân thiên cùng tạ ơn thiên chúa tin giáo sứ bắc đoàn thánh lễ tạ ơn nhận sứ vụ mới của cha vinh đỗ hồng danh tại giáo sứ bắc đoàn hạt củ chi giáo phận phú cường Đúng 9 giờ 30 ngày 28 tháng 2 năm 2019, Cộng đoàn Vỗ tay Hân Hoan chào mừng Đức Cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường về chủ sự thánh lễ tạ ơn hôm nay. Ra đón ngài có cha tân chánh xứ, ban mục vụ, các em thiếu nhi và hình mẫu. Cùng hiệp dân thánh lễ với Đức Cha Du Xe, có Cha Du Xe Phạm Văn Hòa, Hạt trưởng Hạt Củ Chi, Cha Vinh Sơn Hoàng Trung Đoàn, Hạt trưởng Hạt Bến Cát và 20 quý cha khách. Tham dự có nhiều tu sĩ và bà con giáo dân ước khoảng 500 người. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Du Xe có lời chào đến quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn. Đức cha giới thiệu cha Vinh Sơn Đỗ Hồng Danh sẽ là cha xứ mới của giáo xứ Bắc Đoàn, cha quản hạt Củ Chi. Du Xe Phạm Văn Hòa lên công bố bài sai. Trong bài sai này, cha Vinh Sơn Đỗ Hồng Danh là chánh xứ Bắc Đoàn kể từ ngày nhậm sứ, tức ngày hôm nay, 28 tháng 2 năm 2019. Sau khi tuyên xưng đức tin, nhắc lại lời đoan hứa và vâng phục đấng bản quyền khi chịu chức linh mục, Đức cha Du Xe đã trao dây phép và chìa khóa nhà tạm cho cha Vinh Sơn. Cha Vinh Sơn mở cửa nhà tạm ấy và cùng với cộng đoàn kính viếng thánh thể. Trong bài giảng Đức cha đã chia sẻ về đức vâng lời của Thánh Giuse được sứ thần báo trong giấc mộng. Thánh Giuse đã một lòng vâng theo ý Chúa để ơn cứu độ được thực hiện trên nhân loại. Thánh lễ đã diễn ra trong 120 phút với tất cả lòng yêu mến Thiên Chúa cùng yêu thương anh em. Số trong thánh lễ, ca đoàn đã cùng với cộng đoàn hát vang lên lời chúc tụng vinh quang Chúa, kính mến Đức Maria và Thánh cả Giuse là quan thầy giáo xứ Cảm ơn ca đoàn. Trước khi nhận phép lành trọng thể, cha Vinh Sơn đã có đôi lời cảm ơn Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ và Cộng đoàn. Đức Cha cũng có huấn từ nhắn nhủ Cộng đoàn cùng cha xứ mới Vinh Sơn. Một điểm tin trong tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các điểm tin lần sau